Một chiếc xe thuộc phân khúc xe sedan hạng C, ngồi rộng rãi, thoải mái và tiện nghi, bên trong xe cũng có thể nói là khá là đầy đủ anh chị nha. Máy 2.0 chạy cực kỳ đã luôn. Mà giá cả hiện tại thì chỉ loanh quanh chiếc Vios của thời điểm này thôi anh chị. Và đây là chiếc Hyundai Elantra anh chị 2020, xe lăn bánh chỉ mới có là 15.000 cây số anh chị, biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nha. Và vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh Cu Huệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì anh chị là em chuyên thu mua những cái dòng xe qua sử dụng tại thị trường Việt Nam của mình nè, như là Toyota, Kia, Mazda, Hyundai, xe bán tải Mitsubishi hoặc là Ford hoặc là Suzuki, bên em kinh doanh mua bán hết anh chị nha. Bên cạnh đó những dòng xe đến từ nước Đức như là Volkswagen nè, Mercedes-Benz, Lexus hoặc là cả VinFast xe điện, bên em vẫn kinh doanh mua bán bình thường luôn anh chị. Với số hotline định giá xe cũ của em là 0937003355. Mua bán xe cũ, thu mua xe trên tinh thần là thiện chí anh chị nha, không kỳ kèo giá cả, mua bán tận nơi luôn. Gần xe đáp ứng giùm em những điều kiện cơ bản là không tai nạn ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ và kết cấu của xe, xe không tranh chấp pháp lý, hồ sơ rõ ràng anh chị. Còn xe anh chị khi mà bán qua cho bên em á, thì nếu như xe nó đang còn vay ngân hàng hoặc là đang thế chấp cho bên thứ ba, bên em vẫn sẽ hỗ trợ anh chị mình tất toán để lấy cao vẹn ra công chứng mua bán bình thường anh chị nha. Song song đó thì anh chị bán xe qua cho bên em á, cái thủ tục mà định danh biển số về cho anh chị bên em cũng sẽ làm luôn. Anh chị mình chỉ thu về đúng cái số tiền mà anh chị đã thỏa thuận thôi. Tại vì hồi trước nếu anh chị mình mua xe trước ngày 15 tháng 8 á, thì cái phần định danh biển số nó không có, thì bây giờ là quy định mới là có định danh biển số, nên cái phần đó thì bên em Huệ sẽ làm luôn anh chị nha. Với số hotline định giá của em là 0937003355. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng anh chị nha. Mà không làm mất thời gian thêm của anh chị, em mời mình quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Hyundai Elantra 2020, lăn bánh 15.000 cây số, biển số thành phố Hồ Chí Minh, phiên bản này là 2.0 AT số tự động anh chị nha. Thì em đang chào bán với giá là 520 triệu, bán ra bên em cam kết xe không đâm đụng, ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ và kết cấu của xe, bao test hãng luôn, hồ sơ pháp lý chuẩn, đủ điều kiện anh chị mua bán và sang tên anh chị nha. Và 520 triệu này sẽ còn thương lượng một chút xíu với anh chị mình, liên hệ trực tiếp qua em hoặc là mình đến cửa hàng xem xe tại địa chỉ 54 Lương Định của phường An Khánh, quận 2. Và nhớ là gặp em gọi anh chị nha, để em có cơ hội được hỗ trợ anh chị mình mức giá tốt nhất có thể anh chị nhé. Và bây giờ em mời anh chị vào thông tin chi tiết của mẫu Elantra này anh chị nha. Em xin mời. Hyundai Elantra anh chị ha, 2020, một chiếc xe thuộc phân khúc xe hạng C. Hạng C thì anh chị cũng biết là rất là rộng rãi, thoải mái, cùng phân khúc với lại Toyota Altis đầu của thị trường Việt Nam mình đó anh chị. Cụm đèn này anh chị nói không, đi có 15.000 cây số rồi đó anh chị. Cụm đèn pha này còn cực kỳ đẹp và bóng bẩy, mặt ca lăng ở phía trước này gần như là không có bị chày xước gì hết, có cảm biến gốc trước nè, cả cảm biến phía trước luôn anh chị. Cụm đèn pha hai bên này, thiết kế rất là đẹp. Elantra anh chị ha, chiếc xe này thì mặc dù có doanh số bán khá là khiêm tốn, cỡ khiêm tốn như là Altis ở Việt Nam của mình vậy anh chị, thì phân khúc này có thể nói là Mazda đang chiếm cái phần doanh số nó khá hơn. Nhìn từ bên hông xe này anh chị cũng có thể thấy nha, nhìn rất là thon. Mâm xe này, ở lớp xe ở đây là anh chị có thể thấy nha, rất còn gì vui luôn, lớp xe đây còn gì vui luôn nè anh chị nha. Mâm xe thì gần như là không có trầy xước gì nhiều luôn anh chị, chủ đi cực kỳ kỹ luôn, từ 2020 đến bây giờ mà đi có 15.000 cây số đó anh chị. Đây là cái má phanh của xe nè, rất là lấp lánh luôn ha. Đăng kiểm á, thì đến tháng 4 năm 2025 mà đường bộ cũng vậy luôn anh chị, nên anh chị mình là vô tư đi luôn ha. Có dán sẵn phim cách nhiệt này nè, bên hông xe có bộ bè che mưa, dàn vỏ này là dàn vỏ zin theo xe hết luôn, bốn vỏ, vỏ nào vỏ nấy dày cui anh chị. Đi có 15.000 cây số ha. Phía sau xe nè, camera da, cảm biến gốc, cảm biến da đầy đủ, không có thiếu có tiện nghi gì luôn. Sau xe có trang bị đầy đủ luôn là cảm biến gốc nè anh chị, cảm biến da nha, camera da luôn, dòng chữ Elantra nằm ở phía trung tâm cái đuôi xe, đầy tự hào luôn anh chị ha. Mở logo, mở cái cốp sau anh chị, đây ấn cốp sau đây, rất là rộng rãi luôn, thuộc phân khúc xe hạng C nên ngồi rất phía sau cũng rộng rãi anh chị. Đây sơ cua dự phòng nè anh chị, nay còn gì cua luôn anh chị nha. Bộ đồ nghề con đỏ thì đầy đủ hết, 2020. Đây ốc keo chỉ đây, em cũng quay cận cảnh luôn cho anh chị. Thì xe bên em bán ra nha, cam kết anh chị là xe không đâm đụng, ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ và kết cấu của xe nha, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước thủy kích anh chị, và có bao test hãng luôn anh chị nha. Khung gầm xe về thì bên em cũng xịt rửa gầm ha, vệ sinh khoang động cơ này, vệ sinh khoang nội thất nội hết lại luôn cho anh chị. Thì anh chị xem là đấy, cái khung gầm xe này chuẩn 15.000 cây số anh chị, đi lòng vòng lên quanh thành phố thôi.
ăng ten dạng vây cá mập anh chị ha. Xe là trang bị của máy lên tới 2.0 nên chạy rất là đã luôn anh chị. Khoang nội thất ở bên trong này. Màu kem, màu này thanh lịch và nhã nhặn. Tuy nhiên thì anh chị cũng với cái màu này thì em cũng khuyến khích anh chị là mình đi kỹ xíu nha. Tại vì nếu mà không kỹ á, thì cái màu này rất là dễ bị ố. Nếu mà mình phải làm vệ sinh lại thì nó là mất thời gian thêm. Cửa gió điều hòa, trang ghế ở phía sau này anh chị. Phía trên mình có thêm cửa sổ trời sun roof ha. Trần xe ở ngoài là khá là cao. Một điểm hơi thích cũng cái chiếc Elantra này, chính là cái sàn khu vực giữa này anh chị, nó không có bị gồ lên nhiều quá. Vì nếu mà gồ lên nhiều quá nên mình đi đông thành viên á, thì đường ngay giữa này bị bó cái đầu gối á. Thì chiếc xe này thì cái phần sàn nó tương đối khá là phẳng, không phẳng lắm nhưng mà cũng khá là phẳng anh chị ha. Có cảm biến mở cửa nè, tấp đi cửa thì khu vực này của mình là bọc da, da anh chị nha. Phía dưới này cái này nhựa nè, chỉnh tự động mà gập tự động anh chị. Chỉnh điện, gương chiếu hậu bên ngoài là chỉnh điện mà gập tự động luôn anh chị nha. Hệ thống 6 loa giải trí nè, ghế lái là chỉnh điện 2020 anh chị, nội thất ở bên trong còn rất khá là đẹp. Vô lăng này. Rồi, em nổ máy anh chị mình nghe đúng nha. Động cơ thì rất là lanh. Đó. 2.0 anh chị nha, đi lăng bánh có 15.000 cây thôi. Vô lăng nè, điện thoại rảnh tay còn nguyên. Bên này thì có ga tự động cruise control nè anh chị. Để nổ start stop ha. Màn hình DVD này có tích hợp luôn cái navigation, cái bản đồ chỉ đường của Việt Nam. Hệ thống điều hòa xe là mình chỉnh tự động này. Đi cùng với đó là có trang bị luôn là sạc không dây cho anh chị nha. Này. Sạc không dây, hộp số tự động. Có sấy ghế nè, sấy vô lăng anh chị. Hai ghế trước à. Phanh tay 2020 xe phanh tay ha. Chìa khóa thì em đủ hết luôn cho anh chị mình hai chìa. Chi tiết ở trong xe nè, phía trên. Chiếc xe này là giả da anh chị ha, chi tiết mạ chrome, hộp để đồ to bản, còn khá là mới luôn, còn rất là mới luôn anh chị nha, 2020 đó anh chị, giả da, chủ anh chị thấy đi kỹ, đi ít á, mấy cái này cũng hầu như là cũng không có tháo ra gì mấy nè, nó cho nên là những cái phần mạ chrome này của xe rất là đẹp, nó không có bị trầy xước á, đang được dán bê bé nè anh chị. Cái ganti của cả màn hình DVD này, chủ cũng không có tháo ra luôn, vẫn còn lại này. Đi khá là kỹ anh chị ha. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái khoang máy ra, anh chị mình cùng xem qua với em nha. Và anh chị đây là khoang máy của chiếc Hyundai Elantra 2020 anh chị ha. Đây là phiên bản 2.0 AT nên xe cũng được trang bị cái cỗ máy là 2.0 lít ắc quy của GS luôn nè anh chị. Em tận cảnh anh chị nha. Đai ốc nè. Ốc carbon keo chỉ nha. Xe bên em bán ra có cam kết hết cho anh chị nha, không đang nặng, không đâm đụng, keo chỉ liền lạc nha, ốc ác nguyên zin, không có ra con nào hết. Khu vực này cũng vậy nè, rất là đẹp luôn anh chị ha. Dạ và em xin phép được nhắc lại thông tin của chiếc xe này anh chị ha. Đây là mẫu Hyundai Elantra 2020 phiên bản 2.0 AT số tự động. Xe lăn bánh là 15.000 cây số nha, biển thành phố Hồ Chí Minh, được chủ sử dụng từ đầu, bảo dưỡng đầy đủ hết từ trong hãng anh chị. Hiện tại thì em đang chào bán với giá là 520 triệu anh chị nha. Giá này còn xem xe còn có thể thương lượng được một chút khi anh chị mình liên hệ với em qua số 0937 003355, hoặc là mình đến cửa hàng xem xe tại địa chỉ 54 Lưu Định của phường An Khánh quận 2 anh chị nha. Và nhớ là gặp em Huệ để có cơ hội hỗ trợ anh chị mình giá tốt nhất có thể anh chị nhé. Và bây giờ em xin phép kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh chị ở những cái mẫu xe kế tiếp anh chị nha. Em xin chào.